Bản tin tối 24 tháng 9 Ông Zelensky Chiến tranh với Nga sẽ kết thúc sớm hơn nhiều so với nhiều người vẫn nghĩ G7 cảnh báo không ai được lợi từ sự leo thang ở Trung Đông Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc trấn áp nội dung gây kích động hận thù dân tộc Tổng thống Iran tuyên bố Chúng tôi sẵn sàng hạ vũ khí nếu Israel cũng làm điều tương tự Quý vị đang theo dõi bản tin tối thứ ba ngày 24 tháng 9 của Đại Kỳ Nguyên và ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Mở đầu là tình hình chiến trường tại Đông Âu. Tổng thống Ukraine trình bày Kế hoạch chiến thắng là củng cố Ukraine, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu bạn bè, đồng minh giúp củng cố chúng tôi. Điều này rất quan trọng Ông Zelensky nhấn mạnh, tôi cho rằng chúng ta đang gần với hòa bình hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta đang gần với thời điểm kết thúc chiến tranh hơn bao giờ hết. Ngoài ra, ông Volodymyr Zelensky cho biết ông Putin hiện đang lo sợ về hoạt động tại Kursk do lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành. Tổng thống Ukraine nói rằng sự việc ở Kursk minh chứng một thực tế là người Nga nhận ra ông Putin không thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của mình, nên ông ấy rất sợ hãi. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng, chỉ từ vị thế vững chắc, Ukraine mới có thể đẩy ông Putin đến việc chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Zelensky đang tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79 tại Hoa Kỳ, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris, cựu Tổng thống Donald Trump, cùng nhiều nguyên thủ quốc gia khác. G7 cảnh báo không ai được lợi từ sự leo thang ở Trung Đông theo các bộ trưởng ngoại giao của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, hôm 23 tháng 9 theo giờ địa phương, đã cảnh báo rằng các hành động và phản ứng ở Trung Đông có nguy cơ kéo khu vực này vào một cuộc xung đột lớn hơn mà không quốc gia nào có lợi. Trong một tuyên bố sau cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, G7 cho biết, các hành động và phản ứng đối phó có nguy cơ làm trầm trọng thêm vòng xoáy bạo lực nguy hiểm này và kéo toàn bộ Trung Đông vào một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với hậu quả không thể tưởng tượng được. Thông báo nói thêm rằng, họ kêu gọi chấm dứt chu kỳ phá hoại hiện tại, đồng thời nhấn mạnh rằng không quốc gia nào được hưởng lợi từ sự leo thang hơn nữa ở Trung Đông. Cũng trong một động thái khác, Nhật Bản đã yêu cầu phía Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật sau một vụ nam sinh tử vong, và đồng thời cũng yêu cầu Trung Quốc hạn chế những bài đăng vô căn cứ, ác ý và có nội dung kích động chống Nhật Bản. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nhật Bản, Bộ trưởng Yoko Kamikawa đã yêu cầu phía Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật sau một vụ nam sinh bị đâm chết. Nhật Bản yêu cầu phía Bắc Kinh điều tra vụ tấn công, trừng phạt nghi phạm và kiểm soát các bài viết kích động chống Nhật. Hai bộ trưởng Trung Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhật Bản lo ngại về an toàn cho công dân, đặc biệt là trong bối cảnh kỷ niệm sự kiện Mockdown. Thứ trưởng Ngoại giao Yoshifumi Suga cũng đã tới Bắc Kinh để trao đổi về vấn đề này với người đồng cấp và cộng đồng doanh nghiệp Nhật. Nhật Bản đang đầu tư 43 triệu yên, tương đương 300.000 đô la để tăng cường an ninh xung quanh các trường học và trạm xe tại Nhật Bản. Hiện có khoảng 100.000 người Nhật sống tại Trung Quốc. Chuyển sang tình hình tại Trung Đông. Tổng thống Iran tuyên bố đất nước ông muốn hòa bình, chứ không phải chiến tranh. Iran phủ nhận việc cung cấp tên lửa cho Nga và đồng thời cảnh báo về việc sẵn sàng quay lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tổng thống Iran Mosul Pazakian phát biểu với cơ quan truyền thông. Chúng tôi muốn sống trong hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh. Israel là bên tìm cách tạo ra cuộc xung đột toàn diện này. Vị Tổng thống Iran nói thêm, Chúng tôi sẵn sàng từ bỏ mọi vũ khí miễn là Israel cũng sẵn sàng làm như vậy. Ông nói thêm rằng Israel đang muốn kéo Trung Đông vào một cuộc chiến tranh toàn diện bằng cách khiêu khích Iran tham gia vào cuộc xung đột kéo dài gần giữa họ với lực lượng Hezbollah tại Liban. Ông Porouskien nhấn mạnh rằng vũ khí hủy diệt hàng loạt không có chỗ đứng tại Iran và khẳng định rằng nước này luôn tôn thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Mặc dù châu Âu đã cố gắng ép Iran tham gia một thỏa thuận khác, tuy nhiên ông cho biết Iran vẫn sẵn sàng ngồi lại để đàm phán với các bên châu Âu và Mỹ. Khi được hỏi về khả năng trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh nhóm Hamas trên lãnh thổ Iran vào cuối tháng 7, ông cho biết rằng "chúng tôi sẽ đáp trả vào thời gian và địa điểm thích hợp". Ngoài ra, Ông cũng khẳng định rằng Iran chưa và sẽ không bao giờ cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga để tấn công Ukraine, đồng thời kêu gọi cả Nga và Ukraine thiết lập mối quan hệ đối thoại. Trong một động thái khác, Pháp đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình Liban, cuộc tấn công quy mô của Israel nhằm vào Hezbollah. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barros phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm qua, Tôi đã yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về Liban trong tuần này. Ông cũng đồng thời kêu gọi tất cả các bên tránh một cuộc xung đột khu vực có thể dẫn đến thảm họa cho tất cả mọi người, đặc biệt là thường dân. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm người thương vong do các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lãnh thổ Liban. Trong một thông tin liên quan đến tình hình thiên tài, bão John đã đổ bộ vào bờ biển Thái Bình Dương, khu vực phía nam của Mexico vào đêm muộn thứ hai, khiến chính quyền địa phương phải đưa ra các cảnh báo về tình trạng lũ lụt và nguy cơ lũ quét nghiêm trọng. Cơn bão đã mạnh lên từ một áp thấp nhiệt đới và mang theo lượng mưa lớn bất thường. Theo thông tin từ Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ, bão Zon đã đổ bộ vào thành phố Macaria, thuộc tiểu bang Guero, với sức gió mạnh nhất đạt tới 193 km h Tốc độ tăng cường nhanh chóng của cơn bão đã khiến chính quyền địa phương không kịp trở tay, buộc họ phải cập nhật cảnh báo và tiến hành sơ tán dân cư dọc bờ biển. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đã kêu gọi người dân ở các khu vực ven biển tìm nơi ở cao hơn. Theo cơ quan cảnh báo thảm họa, đã phát đi 3 mức cảnh báo đỏ cho các khu vực của Guerrero và các tiểu bang lân cận Oaxaca. Lượng mưa dự kiến có thể lên tới hơn 250 mm, gây ra nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng cho các khu vực này. Chuyển sang những thông tin khác. Kính thưa quý vị, những trận bão tuyết đến muộn, trái mùa đã tấn công các khu vực ven biển của Nam Phi vào những ngày cuối tuần. Đã có ít nhất hai người thiệt mạng vì sự kiện thời tiết hiếm gặp này và chính quyền buộc phải đóng cửa một số tuyến xa lộ chính của nước này. Hai trường hợp tử vong là do bị kẹt trong xe giữa xa lộ. Tuyết rơi làm nạn nhân hạ thân nhiệt và chết cóng. Đây là tuyến đường chính đến thành phố ven biển Duban và một trong những nạn nhân là phụ nữ. Tỉnh KwaZulu Natal và Fritet bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão tuyết. Mùa màng của nhiều nông dân đã bị trôn vùi dưới tuyết trong hai ngày. Và các quan chức cảnh báo rằng một số khu vực sẽ bị ngập lụt khi tuyết tan. Chuyển sang phần tin trong nước. Bà Trương Mỹ Lan muốn dùng siêu dự án để khắc phục cho trái chủ. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã có những tuyên bố quan trọng trong phiên xét xử liên quan đến vụ việc phát hành trái phiếu khống làm thiệt hại lên đến 30.000 tỷ đồng cho 35.824 trái chủ. Bà cho biết có khả năng sử dụng hàng trăm tài sản thuộc gia đình và tập đoàn để khắc phục thiệt hại này. Trong đó nổi bật là dự án siêu dự án Amigo tại khu tứ giác trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên xét xử, bà đã khẳng định rằng việc phát hành trái phiếu là nhằm xử lý khó khăn tài chính cho ngân hàng SCB và cho rằng bản thân cũng như tập đoàn Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu phát hành trái phiếu. Bà đã chỉ ra rằng mình chỉ là một cổ đông của SCB và không trực tiếp điều hành ngân hàng này và thông báo về tình hình tài chính của ngân hàng chủ yếu đến từ những nhân viên báo cáo với bà. Bà đã thể hiện quyết tâm khắc phục hậu quả bằng cách huy động tài sản, cụ thể là cung cấp gần 300 tài sản để thực hiện cam kết này. Dự án Amigo với diện tích 11.158m2 đã được chính phủ phê duyệt đầu tư và đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục bồi thường cho người dân. Bà nhấn mạnh rằng dự án này có tiềm năng lớn và việc hoàn tất nó sẽ tạo điều kiện cho việc khắc phục thiệt hại cho trái chủ. Tình hình pháp lý của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang được theo dõi chặt chẽ và các kết quả từ phiên tòa sẽ có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính và hoạt động của tập đoàn này trong tương lai. Thưa quý vị, bản tin tối của Đại Kỳ Nguyên đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.